Cuộc đời vẫn đẹp sao? Thạch khóc ngất khi nghe tin bố hiến thận. Thạch trở về nhà, tay xách một sâu thịt nướng, rồi hớn hở gọi to: Bố, bố ơi, con mua sâu thịt về, bố con mình ăn cơm này. Nhưng chỉ còn là một không gian im ắng vắng lặng đến lạ thường, như có một dự cảm. Thạch thấy hoang mang lo lắng, rồi chạy qua chú Điền, dì Luyến hỏi bố cháu đâu. Ai cũng im lặng một cách khó hiểu. Nhìn thấy Thạch, Luyến không cầm được nước mắt. Bố cháu đã bán thận, giờ đang điều trị ở trong viện. Trời ơi, Thạch không còn tin vào tai mình nữa. Cu cậu vội vàng, hốt hoảng chạy ngay vào viện. Mới bán được có bình Lavi 20 lít máu mà anh Lưu đã thấy trong người không ổn, hoa mắt, chóng mặt rồi nôn ọe. Xem ra tình hình này mà bán thêm một bình 20 lít nữa thì chắc chỉ còn cái xương khô. Trong lúc thằng Thạch còn chưa ra trường, chưa lấy vợ, để cho ông Lưu nát này còn bồng cháu nữa chứ. Thế là anh Lưu quyết định sẽ bán đi một quả thận. Theo anh lướt trên TikTok thì thực ra cái thận nó cũng chỉ là lọc nước đái, chứ có cái vẹo gì quan trọng đâu mà phải giữ. Xưa hai cái thì đi đái nhiều hơn, nay bán bớt một cái thì chịu khó đi đái ít lại là được. Vậy là anh Lưu quyết định bán lấy vài trăm củ, 100 củ cho thằng Thạch trả nợ, còn lại 100 củ thì bỏ lợn, thỉnh thoảng đau ốm đưa ra tiêu, với lại một ít để lo xin việc rồi cưới xin cho thằng Thạch. Xem ra bà Lộc chết giờ đã nhập vào anh Lưu nên anh lo xa phết. Đã một tuần rồi, Thạch lo rửa bát cả ngày cả đêm không về nhà. Hôm nay nhận lương, Thạch mới chạy về định đưa cho bố để trả nợ. Tiện tay cậu mua sâu thịt nướng về, định bụng hai bố con làm lon bia. Dù gì nợ thì cũng nợ rồi, làm quại để cảm ơn bố. Nhưng rồi cái yên ắng vắng lặng xóm trọ khiến Thạch có một dự cảm không lành. Bố, bố đâu rồi? Con mua thịt nướng về cho bố đây. Từng tiếng gọi của ca cơ làm Luyến, Bình rồi Điền cũng nghe chua xót nghẹn ngào. Luyến này phải nói ra sự thật: bố cháu đang ở viện, cháu vào thăm bố đi. Thạch hốt hoảng: bố cháu bị làm sao ạ? Tại sao lại bị vậy ạ? Thạch hốt hoảng chạy vào viện. Sau khi hỏi tên Nguyễn Văn Lưu, Thạch được chỉ đến phòng cấp cứu, nhìn bố Lưu đang thở ống. Thạch lo sợ hốt hoảng, rồi đoạn nghe hai bệnh nhân cùng phòng nói: cháu là người nhà à? Nghe bảo ông ấy bán thận cho bọn kia, nó mổ không cẩn thận nên bị nhiễm trùng phải đi cấp cứu đấy. Trời ơi, chả có nhẽ bố bán thận để trả nợ cho mình sao? Bố ơi, tại sao bố lại làm vậy? Là lỗi của con cơ mà. Thạch nắm lấy tay bố, nấc lên từng tiếng, nước mắt lăn dài trên má.